Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng và ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Thưa quý vị, tính đến 8 giờ sáng nay, giá vàng thế giới đạt mức 2.684,59 đô la Mỹ trên một ounce. Sau một tuần bị chi phối bởi các sự kiện quan trọng, thị trường vàng trong tuần này được dự báo sẽ trầm lắng hơn khi đón nhận ít dữ liệu quan trọng. Đồng thời, đa số chuyên gia đều cho rằng dù có xu hướng tăng trong dài hạn, nhưng vàng có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Một trong những nguyên nhân cho rằng vàng sẽ có xu hướng giảm là do đợt bán tháo của vàng trong tuần trước, được cho là do sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch cuối tuần, dù cả đồng bạc xanh và lợi suất được trở lại mức hợp lý hơn, vàng cũng không thể giữ lại được đà phục hồi mà kim loại quý này đã phải chật vật mới có được trong trước đó. Quay lại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu đang được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng miếng được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn và các thương hiệu P&G, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý bán ra ở mức 85,5 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu P&G niêm yết ở mức 83,2 triệu đồng một lượng và 85 triệu đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vàng nhẫn ở mức 83,42 triệu đồng một lượng và 85,12 triệu đồng một lượng bán ra. Dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang thông tin về giá ngoại tệ, trong phiên giao dịch sáng nay, chỉ số đô la Mỹ Index đứng ở mức 104,95 điểm. Chỉ số đô la Mỹ Index đang hướng tới mốc 106 theo kỳ vọng của thị trường. Mốc 106 chính là mức kháng cự mạnh đối với chỉ số này. Thị trường cũng nhận định khả năng cao chỉ số đô la Mỹ Index sẽ đảo ngược giảm trở lại từ mốc 106. Sự đảo ngược như vậy có thể kéo chỉ số đô la Mỹ Index xuống mốc 104 và thậm chí là 103 trong những tuần tới. Trong tuần vừa qua, chỉ số euro trên đô la Mỹ đã giảm xuống dưới mức 1,08. Khu vực quanh mốc 1,08 hiện sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mạnh và sẽ góp phần hạn chế đà tăng của chỉ số này. Triển vọng ngắn hạn là giảm đối với đồng tiền chung châu Âu. Đồng euro có thể giảm xuống mốc 1,06 từ đây. Dưới đây là thông tin chi tiết. Thông tin trên đã khép lại bản tin giá vàng và ngoại tệ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hành trình theo đuổi ước mơ cần nhiều nỗ lực và kiên trì. Tiếp năng lượng bứt phá thành number one. Xé nhãn trúng ngay giải nhất đến 500 triệu đồng cùng bạn chinh phục ước mơ.